khi mình đăng một cái video lên TikTok thì tự nhiên TikTok nó luôn một cái video đó về máy của mình và cộng thêm cái logo nữa. Các bạn có cảm nhận như thế là phiền không? Mất công lại xóa. Vậy thì hãy tắt tính năng đó đi và làm như thế nào? Hãy cùng làm với mình ha. Rồi, ở giao diện này các bạn ấn vào dấu cộng. Rồi các bạn chọn tải lên. Các bạn chọn video của các bạn nè. Rồi các bạn chọn chữ tiếp. Ở đây các bạn chọn là tùy chọn khác. Ở phần này các bạn chọn là lưu vào thiết bị, các bạn chọn tắt nó đi. Vậy là xong, rồi các bạn đăng. Rất đơn giản nha các bạn. Phạm Tông chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.